Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Như đã hứa trong clip trước các bạn ơi, đây là clip mình cùng với gia đình nhà bé Duyên, cùng với dì Ba, quán gỏi vịt Ba Chiến, nơi đã cho Duyên ngồi bán miễn phí đi ăn tôm hùm nha các bạn. Thì cái việc mà đi ăn tôm hùm này, thứ nhất là vì mình đã từng tới nhà Duyên nhưng mình không quay, và Duyên cũng nói là xem kênh mình rất là lâu rồi, cũng rất là muốn được ăn tôm hùm thử một lần xem sao. Và anh hai Duyên cũng là người có ý định, có ý thích như vậy. Và rất là tình cờ khi mà một chú Việt Kiều bên Mỹ, chú cũng không biết đã nghe được ở đâu, và chú lại biết là gia đình nhà Duyên rất thích ăn hải sản nhưng chưa có điều kiện để ăn nhiều, thì chú có gửi về 100 đô để cho Duyên đi ăn hải sản. Tuy nhiên là 100 đô đó mình đã trao cho Duyên, mình bảo Duyên giữ lại, mình sẽ là người thay chú Việt Kiều bên Mỹ mời Duyên đi ăn và chi trả cho cái bữa ăn đó, chứ 100 đô đó thì Duyên không phải trả. Nên là hôm nay mình đang đi tới nhà Duyên đấy các bạn ơi. Trong clip trước thì mình đã trao hơn 16 triệu tiền của các mạnh thường quân cho Duyên. Tất cả đều là từ của các anh chị Việt Kiều bên Mỹ gửi về các bạn ạ. Là hơn 16 triệu. Còn hơn 3 triệu rưỡi các bạn. Thì là của chị dâu Duyên cũng bán cả tím. Thì mình sẽ đi gặp chị dâu của Duyên và trao trong clip sau nha các bạn. Thì trong clip này mời các bạn cùng với gia đình nhà Duyên, cùng với mình đi thưởng thức một bữa ăn tôm hùm. Thì cái này cũng trong khả năng của mình các bạn. Tại vì như các bạn đã biết thì mình thường xuyên đi review tôm hùm rồi, nên cái việc mà sắp xếp cho nhà Duyên một mời nhà Duyên một bữa ăn thì nó cũng không quá khó, nó trong khả năng của mình. Bây giờ mình đang trên đường đi tới nhà Duyên đấy các bạn ơi. Vừa từ chỗ Duyên bán cả tím về, vừa mới dọn ra ngoài đó xong, mình đang đi tới nhà để mình đi sắp xếp xe cho mọi người đi các bạn, bắt taxi cho Duyên đi. Mình có mời được cả dì Ba, chủ quán cháo vịt Ba Chiến đi luôn nha các bạn. Thì cái này cũng rất nhiều người bạn comment vào, nói là rất muốn mời dì Ba đi để cảm ơn dì Ba luôn. Thì hôm nay mình đã mời được dì Ba rồi nha các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở nhà Duyên nha. Bây giờ nhà Duyên sẽ lên taxi đi. Bạn Diễm sắp xếp cho mọi người lên xe đi. Lên xe nhà Duyên, anh chạy xe theo sau. Đây có cả con, cả bà này, cả dì Ba này, cả anh hai này. Đấy. Đấy. Ở đây là chỗ dì Ba, chắc là mọi người coi cũng đã quen thuộc rồi. Cũng có nhiều người tới đây quay rồi nhưng mà mình không có quay ở đây các bạn ạ. Cái gốc cây kia kìa. Duyên hay ngồi bên đó để làm cà tím. Thì nghe nói hôm nay là cũng hư mất một thùng cà đấy. Hôm nay hư một thùng cà đúng không? Đấy. Thấy bỏ ra ngoài đống ngoài kia các bạn kìa, cắt bỏ ngoài đó đó. Lên xe ngồi đi. Lên thì anh chạy qua nha. Có địa chỉ, đưa địa chỉ cho Duyên đi. Đưa địa chỉ cho anh taxi á. 472 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Chứ không phải là bên nhà bè đâu nha anh. Chắc là em qua trước anh taxi á. Giờ này là giờ kẹt xe các bạn ạ. Mình đi xe máy nhanh hơn. Rồi còn chỗ mà xe ngồi được đông mà. Đấy. Đây, chồng với con ngồi đây đây. Rồi. Rồi, bye bye nha. Hẹn gặp mọi người bên kia nha. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy xe theo nha các bạn. Đấy, mọi người tới rồi các bạn ơi. Này, anh bán này, anh ra mở cửa như là phục vụ nhà hàng 5 sao luôn. Bạn Diễm, em trả tiền taxi đi nha. Đây, bạn Duyên rồi. Bò anh thêm mấy chục đi em. Nhà dì Ba, con tới nãy rồi, đợi dì Ba đây. Đấy, đây, đây, không được, để Diễm, để Diễm lo cái này cho. Duyên đâu rồi? Ôi. Ê, mọi người vào đi. Tên gì? Con tên Dũng, con là Phạm Dũng, là kênh con luôn dì Ba. Dạ. Bữa con review cháo vịt của dì Ba đó. Đây đến lại gặp Duyên nhé. Duyên ơi, có tính bán cái này không? Này là cá bò da, bò giáp à? Đấy. Thường thường đó con ơi. Dạ. Không, mà ý là con coi á. Dì Ba đang bảo ăn thường thường thôi. Hôm nay con gọi là mấy chục triệu luôn, dì Ba cứ ăn thoải mái. Tôm hùm. Cái này là ngoài này là người ta bán hàng ngộp thôi, hàng sống trong kia kìa. Để tụi mày cho nó.
Không, cái này là cũng nhiều người muốn như vậy á dì Ba, là cho mời nhà Duyên ăn một bữa thì cũng mời luôn dì Ba để cảm ơn dì Ba ấy. Cảm ơn dì Ba là cho Duyên ngồi nhờ. Đây đây anh chụp cái này. Đây đây đây, để anh chụp cho, để anh chụp cho. Đây cứ cầm lên, đây. Cái này hôm nay bao nhiêu một ký anh? Dạ 600 anh. 600 hàng ngộp, hàng sống là bao nhiêu? Hàng sống là 999. 999. Đây. Em đã bao giờ thấy con tôm hùm như thế này chưa? Em thấy rồi nhưng mà em chưa đụng vô. Chưa đụng vô đâu, hôm nay mới đụng đó. À, ngoài này là hàng ngộp thôi các bạn ơi. Mình đi vào mình xem đây này. Cứ cầm thoải mái. Đây này, lấy con to này chụp hình đẹp hơn này. Cứ cầm hai cái càng đó lên, đây này. Đấy. Đâu bao nhiêu thịt đâu à? Nhiều thịt lắm gì ba? Con có kêu một con này đó. Đấy. Tôm hùm rồi mực các thứ. Giờ mình đi vào mình xem cái hàng sống trong này với đá này. Đây. Nhà hàng hải sản Canada nha các bạn, 472 474 đường Lê Văn Lương. Đây này, đây này, đây này. Đó là lý do mà hôm không kẹp càng rồi. Đó là lý do mà hôm nay dẫn mọi người tới đây á. Đây này, con sống này nè, bắt nó ra. Nó không kẹp đâu, đây nữa này. Này cua Cà Mau là gì ba? Không phải cua Cà Mau đâu, nói giỡn đấy. Cái này là cua Na Uy. Đây coi con nào còn càng. Đây, đây. Đó, này là cua Na Uy đấy chị ba. Bình giáp này bao nhiêu anh? Dạ, 1.690 anh. 1.690. Cái ngộp ngoài kia là bao nhiêu nhỉ? 990 anh. Ngộp là 909, còn cái này là 1.690. Đấy, còn sống mà. Cứ xem thoải mái đi. Ở đây là chỗ quen của anh nên là cứ thoải mái thôi. Xem đi, xong rồi mình ăn nó. Đây, mọi người đang qua bên kia các bạn ạ. Ở đây nhiều lắm. Tôm hùm này kia. Con này mới khỏe là khéo, nó cầm cái dâu quá thôi. Cái này bao nhiêu tôm hùm xanh này này? Tôm hùm xanh là 800. 800 một ký tôm hùm xanh. Tôm hùm bông này. 1.250 rồi, đây. Làm thêm mình về mình mở thêm quán cháo tôm hùm nữa đi gì ba? Nén xỉ. Có điều kiện. Đây, còn bên này nữa. Bên hải sản Canada cung cấp cho dì Ba bán. Em biết tôm này không? Sao em biết tôm này? Em nghe coi á. À. Đấy. Cứ cầm cái lưng đó, đó. Cầm đó đó, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Đấy. Sò mai. Ủa sao cái này hôm nay giá của mình sao vậy anh? 790 đang sống, đang bật tạch 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 luôn. Ơ à, đừng đừng, nó đớp á. Đây này, con này là nó đớp vào tay mình á. Nó ngoạm vào tay mình á gì ba. Đây này, cái gì? Gọi là cá trình. Nó nguy hiểm lắm. Cái gì cũng có thể cầm được, riêng con cá trình này là không. Này, đây, giống con lươn không? Dạ, ghê ha. Dạ. Em biết cái này không? Cái này là trong nho không? Phải trong nho không? Trong nho. Biết luôn này. Trong nho này bao nhiêu một lạng anh? 49.000 một phần, bán phần. Đây trong nho này. Cái này ăn kèm với hải sản. Sashimi này kia. Đấy. Trong biển. em hay coi ẩm thực đó, người ta hay. À, hay coi cái ẩm thực nên là biết cái rong nho này rồi. Này ốc hương nè. Ốc hương này anh mua
690 hả? 690 thì giá này đang rẻ rồi. Dạ trước ngoài bán 790, bây giờ còn 690. Em có thích ăn ốc hương không? Dạ. Có thích ăn ốc hương không? Không, em không biết ăn ốc hương. Không biết ăn ốc hương luôn hả? Ngon mà. Con gái là rất thích ăn ốc hương nha. Ngon nhất luôn đó. Đúng rồi. À, vậy thì thích ăn ốc gì? Em có thích ăn ốc cà na. Ốc cà na, ở đây đâu có ốc cà na đâu. Thích ăn ốc cà na các bạn. Ốc cà na này mấy chục ngàn ký à? Ờ, nhỏ xíu à. Quán này thì là quán quen của bọn mình rồi các bạn. Và thực tế là Duyên tới sau bọn mình gần một tiếng do kẹt xe. Nên là bọn mình nãy giờ đợi đây rất là lâu rồi Duyên mới tới. Nên là mình quyết định mình gọi trước. Và cũng chia sẻ thật với các bạn luôn. Tối nay là khoảng gần 8 giờ bạn Diễm có một cái tiệc. 7 giờ rưỡi là có một cái tiệc ở trên sông Sài Gòn. Nên là sau khi ăn xong với Duyên lại phải đi ra ngoài sông Sài Gòn, đi lên cái tàu du lịch chứ các bạn, đi ăn tiệc. Cua Cà Mau 700 à? Nãy gọi cua Cà Mau sốt Singapore rồi. Chắc mình đưa gì em mời dì Ba lên. Chắc mời dì Ba lên trên đi. Anh đọc lại cái địa chỉ, cái số điện thoại nhà mình đi cho mọi người biết tới. Đó là 472 Lê Văn Lương với 474 Lê Văn Lương ở phường Tân Phong, quận 7 anh. Số điện thoại bao nhiêu? Số điện thoại của chủ là 056216467. Đúng con số 7 anh. 4 con số 7 là 7777 đó. Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Đi lên đi. Dì Ba lên kìa. Dì Ba đi được không dì Ba? Thấy chống cái đầu gối đi lên. Đau chân hả dì Ba? Lên trên này cho nó thoải mái dì Ba. Ở dưới thì nó hơi ồn. Trên này nó thoáng hơn. Đây. Đấy. Cả nhà đây các bạn ơi. Mình xin phép là không quay nhiều người thân gia đình Duyên. Chỉ quay Duyên là chủ yếu thôi nha. Đây. Ở trên này thì có cái view là mình ngồi xuống dưới đây được này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đồ ăn của mình đang lên này này. Duyên này đang rất là thích thú với con tôm hùm. Đang chụp hình. Này là tôm hùm hấp. Lúc đầu mình định chặt ra để xào các bạn ạ. Nhưng mà mình biết là Duyên chưa được sờ con tôm hùm như thế này bao giờ á. Nên mình quyết định để nguyên con để Duyên ăn nó thích thú hơn. Và bên này là cua sốt Singapore nha các bạn. Cái sốt Singapore cực ngon luôn. Em biết bào ngư luôn hả? Nói ý cái này bào ngư là tức là xem nhiều đó ha. Xem nhiều nhưng mà chưa ăn. Này là bào ngư xào nha các bạn. Xào nấm đông cô này. Bào ngư á. Đấy. Đấy. Hai vợ chồng đó các bạn. Đây. Cái này là sò mai. Sò mai nướng. Này là nướng mỡ hành nha các bạn. Mỗi người một con. Đấy. Đâu? Kéo này đủ chưa hay kêu thêm? Dạ thôi đủ rồi. Anh nói thật đó, cứ ăn vô tư nha. Hôm nay là mời Duyên mà. Rồi. Thích nhất là con tôm hùm này đó. Bây giờ thì mọi người đang ngồi ăn rồi. Món thì cũng chưa lên hết đâu. Nhưng mà cái bàn nó cũng vừa nên là mình lên món từ từ nhé các bạn. Còn cua hoàng đế kinh ráp á thì đang làm. Rồi cơm chiên hải sản nữa. Ở đây thì tôm hùm, rồi bào ngư, rồi cua Cà Mau sốt Singapore, rồi sò mai thì cũng đã lên hết rồi. Đây, bạn Diễm ăn đi cho mọi người xem cảm nhận. Đây. Sò mai này. Đang ăn, nãy giờ không ai gọi, đến lúc ăn có người gọi. Cho xí xóa hết đi, rồi chiều về gọi lại sao. Thôi để ăn xong đi, nghe cũng được. Đây con sò mai to quá nhờ. Ăn với muối này ngon này, muối ớt xanh nhá. Cái này quán tự làm luôn, nó ngon hơn. Đó giờ chưa ăn thử bao giờ. Làm phát hết luôn. Ngon này. Béo quá. Béo đúng không? Nó bọng với lại hành phi. Cho mình... mời các bạn cùng thử với mình nha. Bạn Duyên thì con à. Duyên đang đi nghe điện thoại rồi. Ăn này ăn hết luôn, hơi cắn nửa miếng nè. Sao mai đây người ta bỏ cái
hành vi với đồng phòng này ngon quá. Có người bên Úc coi dì Ba luôn hả? Dì Ba đang ăn. Không, để trước mặt là nghe được, gọi video. Dì Ba đang ăn các bạn. Wow. Ăn đi Duyên. Đây có muối tiêu chanh này, để anh bắt muối tiêu chanh cho. Dạ. Ăn đi chợ hả? Đi. Ăn thử đi ngon mà bỏ muối tiêu, đây là muối xanh này. Đây là bỏ tí muối xanh vào đây này. Chả nó mắm hả? Nguyên còn định là bảo là chị ơi em quên mất đi ăn hải sản này, biết em làm muối tiêu của em đem theo. Muối tiêu em làm ngon lắm. Em làm muối tiêu ngon lắm hả? Mà có gì? Nhưng mà quên hả? Về Việt Nam thì ăn ghé quán của tôi nha. Cháo vịt ba chiến. Kéo đâu rồi? Cho em đi kéo. Dạ. À, đây. Vì ba đang nói chuyện với người hâm mộ bên Úc. Đây, hiện tại là mình đang ăn ở hải sản Canada 472-474 đường Lê Văn Lương nha các bạn. Phường Tân Phong, quận 7. Thì chỗ này mình đã review một vài lần rồi. Đây là quán quen của mình. Nên hôm nay mình mới sắp xếp đưa Duyên qua đây ăn cho nó thoải mái các bạn. Quán quen thì lúc nào ngồi cũng thoải mái hơn. Cơm chiên này. Nhiều nha. Lấy cho anh chén cơm chiên nha. Ăn cơm chiên này. Bên Úc. Bên Úc cái gì ba? Duyên đang ăn mà cũng không tập trung được các bạn ạ. Phải đi bế con. Có em bé mà. Mời các bạn ăn miếng cơm chiên với mình nha. Dạ, đây. Dạ. Nào về. Cơm chiên này là cơm chiên hải sản nha các bạn. Có mực, có trứng này, cà rốt, củ cải. Đang nóng này ăn ngon lắm các bạn ạ. Chờ đi. Em thử sao mai em thấy sao? Béo không? Con trời cảm ơn em nhiều lắm nha. Có khó ăn không? Ăn lúc nãy từ chối ăn. tưởng là khó ăn hả? À, nướng mà. Xong ăn thử bào ngư này. Dì Ba ăn thử bào ngư gì ba? Xào với nấm đông cô. Cơm chiên ngon lắm các bạn. Này đang đói vào làm dĩa đã ăn hết luôn đó. Ba đang mới vừa mới gặp Hoa Thăng Mộ xong rồi sao không được. Ăn thử bào ngư đi. Xong rồi tí nữa mình tôm hùm nó nguội đi mình mới đập nó ra được. Lấy bào ngư đi. Có cái sốt Singapore ngon lắm kìa. Dạ mọi người ăn con gấp cái này ạ. Thực sự là đang ăn mà quá nhiều cô chú từ nước ngoài gọi về cho Duyên các bạn ạ. Nhưng mà nếu như ai có đang gọi lúc này thì phải thông cảm cho Duyên. Đang ăn. Để lại. Mình cũng làm thử miếng bào ngư nhé các bạn. Rồi. Ăn với cơm chiên. Mời các bạn nha. Bào ngư xào nấm đông cô. Mời các bạn. Ok, em phải coi được cái đấy thì lấy cho. Ngon quá. Cái nước sốt của nó ngọt ngọt, thơm thơm, béo. Thật ra là bỏ với cơm chiên lại hợp nha. Thật ra là lâu rồi mình chỉ review chỉ có mình với anh Dũng thôi. Hôm nay rất là vui khi mà được đi review với lại một gia đình rất là đặc biệt, rất là vui với Duyên. Đang quay hết pin, mình vừa mới thay pin các bạn ạ. Đây, bây giờ thì cái kinh ráp. Kinh ráp. Thơm quá. Thơm quá. Em ăn con này bao giờ chưa Duyên? Dạ. Ăn bao giờ chưa? Chưa. Cái này là em ăn lần đầu tiên á. Lần đầu tiên hả? À, bây giờ nhờ Duyên cắt con này đi. Bây giờ Duyên cho Duyên thử cắt con tôm hùm. Chắc mình dẹp mấy cái ly nước này đi để cho Duyên dễ làm. Thì em cứ thử cho. Cứ thử cho biết. Bạn Diễm thì với mình thì làm cái này rất là nhiều rồi nhưng mà Duyên lần đầu tiên đấy. Xong sẽ cắt sẽ chia trong mấy bàn bên kia để bạn Duyên làm bạn Diễm ơi. Anh vẽ hai càng ra đi xong em như một thói quen. Như một thói quen bạn Diễm là tự làm thay Duyên. Ok không? Ok không? Rồi, em cắt cái lưng, lấy kéo cắt lưng là được. Rồi, cái này là bạn Diễm hỗ trợ Duyên được này. Cắt cái đuôi này ra, em cắt ngang vậy chút. Cắt ở cái đuôi này trước nè. Ừ, đúng rồi. Ok, chừng đứt tay nha. Rồi, em cắt rồi, cái đường lưng là ra thôi. Cắt cái lưng, bạn Diễm giữ cái lưng cho
Đấy, cắt theo cái dọc dọc này. Ăn cực đúng không? Cái này á là lúc đầu mình định chặt ra để xào mì này kia cô ba, nhưng mà tính để nguyên con để mọi người thấy cho nó vui đấy. Không, cái này xong cắt chia ra. Em cắt ra trong này đi. Cứ để tạm ở bên này đi. Cắt cắt ra luôn, cắt ra luôn. Này mỗi người miếng các bạn ạ. Đi. Cắt đại đi, cắt đại đi. Còn nhiều lắm, còn cái càng này, còn cái đầu này. Đấy. Cái chân này dễ ăn hơn này gì ba. Cái càng nó hơi cứng. Đây con đây đây để dì bạn giếm phụ gì ba. Cái này á là bây giờ phải đập ra này. Lấy cái này ra. Cứ thoải mái trải nghiệm thôi. Nước giặt nó hơi nhiều. Cái nước á, có khăn giấy này kia rồi có chỗ rửa tay trong kia luôn. Nên là cứ thoải mái đi. Giống như cái tiết vậy á. Cái này không, cái này hồi nhờ đập đi. Rồi, đây đây cái này nè. Có cái gạch trong này. Nè bà ba gạch nè. Bà ba. Ồ, oh, cái gạch nè. Bà ba gạch. Ồ, sao ăn tầm trợ. So good nè. So good. Anh ấy Duyên cứ ăn thoải mái đi, mọi người ăn rồi. Anh với chị Diễm thì cũng rất là thường xuyên đi review nên là mọi người cứ ăn đi, để lấy cái điện thoại ra. Này, Duyên thử gần xem thế nào. Thì, mọi người rất là quanh đây con để gắp. Bạn Diễm phụ bạn Duyên bóc cái càng nha. Này gắp tôm hùm chia cho mọi người đi. Dạ, tôm hùm chia ba. Đây mọi người vẫn đang ăn bên kia nha các bạn. Nhưng mà em ăn thật đấy, em ăn luôn với cái gạch này này. Xem thế nào. Đây đây, với cái muối này. Đừng ăn không nó ngán á, thêm muối vào. Chồng đang chụp hình. Chồng đang chụp hình. Cứ tự nhiên nha. Cái thịt này nó dai. Dạ. Cái thịt ra tôm hùm nó sẽ dai hơn. Cái đó là nó sợi sợi. Đấy, thế sao Duyên? Đây nè. Ôi được rồi. Đang, ủa các bạn thấy này. Thịt nó dai ngọt. Thịt nó dai nó ngọt. Ờ, nó thịt này nó dai với ngọt lắm. Nhưng mà ăn thử cái gạch này đi. Em ăn béo. Béo đúng không? Đập cái càng đi, đập cái càng đi. Cái này phải có cái búa to ấy. Đúng rồi. Bây giờ phải nhờ đồ để đập càng này. Anh ơi, cho em mượn cái đồ để đập càng à. Dạ. Đập cái đồ để đập càng á. Đập càng họ lấy kéo cắt rồi. Ờ, cắt dùng luôn đi. Để em cắt cho. Cắt giùm em nha. Để em mang vào tay. Ok ok. Anh nhân viên anh cắt cho xem này. Đây mình có hay cắt cho khách như thế này không? Dạ đúng rồi, cắt cho khách à. Thường mình lấy búa không nhỉ? Thường là quán tự làm, nhưng mà bọn mình đi quay này. Hay là đôi khi như bạn Duyên hôm nay lần đầu như này thì mình muốn tự trải nghiệm đó các bạn. Nó vui. Nhưng mà quán tự làm cho quán có thể làm cho khách hết nha các bạn. Không phải khách cắt không nổi đâu không. Mà tụi con cắt mà bếp nó đâu cắt gì đâu. Này là nhân viên phục vụ tại bàn là sẽ cắt cái gì bà? Dạ. Ồ, ok đấy. Duyên đang thấy bạn nhân viên cắt càng á. Bạn Duyên bảo khổ quá ha. Bạn Diễm đang lấy cua sốt Singapore cho bạn Duyên. Cái sốt Singapore đây cực kỳ ngon nha. Bạn nào nếu mà tới đây ăn thì nên gọi cái món cua sốt Singapore để ăn thử. Cái sốt này ăn không cũng ngon, ăn chấm bánh mì cũng ngon nữa. Đấy. Đây là cái. Thấy mọi người ăn như thế này thì không biết là các bạn xem có cảm nhận gì hay không. Nhưng mà nãy mình hỏi Duyên ấy, thì Duyên chồng Duyên nói đây là lần đầu tiên mọi người ngồi chung ăn như thế này cả nhà với nhau. Thì đây là cả nhà Duyên hết các bạn ơi. Chỉ có dì Ba là chủ quán cháo vịt Ba Chiến
là người mà các bạn rất muốn được mời đi ăn bữa ăn hôm nay á, là người quen thôi, còn những người còn lại là người thân trong gia đình hết. Mời cả nhà nha. Hôm nay thì điều quan trọng nhất vẫn là hỗ trợ cho mọi người có một bữa ăn vui vẻ. Còn mình nhà ăn hay không chỉ là phụ thôi. Nhà duyên mới là chính các bạn ạ. Bào ngư xào nấu đông cô ngon ha. Cái sốt của nó các bạn rất là thơm. Nếu mà mọi người có nhà có trẻ em ấy, thì mình có thể làm món cháo. Còn ngoài ra thì mình có thể làm cái người lớn ở nhậu này kia thì kêu làm cái sốt mà lấy lại cải là ngon hơn. Ngon quá. Mọi người ăn tôm hùm đi nha. Còn quá trời này. Ăn đi ăn đi. Chồng Duyên là đang phải giữ con đó các bạn, vừa ăn vừa giữ con. Ăn sóng này ăn kinh đáp nha Duyên. Mời các bạn nha. Bây giờ tới lượt mình ăn bào ngư tiếp. Ngon ha. Bóc cho Duyên đi Duyên. Nó có bóc. Cái sốt nó dính ở bên ngoài ngon đó Duyên. Công nhận là cái bào ngư ngon thật. Có chỗ mình từng đi ăn bào ngư một số chỗ rồi, cảm giác nó hơi hôi hôi một xíu, nhưng mà ở đây mình cảm giác như là cái vị của nó rất là trong lành, rất là thơm nha các bạn. Thì xử lý kỹ thì nó mới không mùi đâu. Bóc rồi. Dạ được, cái bóc ra này, cái này nó dính đây này. Này hết rồi. Ừ, bỏ đây rồi. Ngon quá. Cái bào ngư nó ngọt. Thì quán đặc biệt giảm giá cho chị. À, cảm ơn chị nha. Chắc là chị cũng có theo dõi cho chị. Dạ đúng rồi. Dạ anh chủ em. Dạ anh chủ em giảm với gia đình mình 50. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Bởi vậy hôm nay quyết định qua đây là đúng các bạn, được giảm 50% luôn. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chắc gửi cho anh uống nước đi. Gửi cho mấy bạn phục vụ ít tiền uống nước. Gửi mọi người uống nước. Đấy, bây giờ là mọi người cũng ăn xong các bạn ơi, vừa tính tiền rồi. Cũng ăn, mình bảo là Duyên có ăn gì thêm hay không. Nhưng mà Duyên nói vậy là đủ rồi, không biết là Duyên có ngại hay không. Nhưng mà mình hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, Duyên nói là cũng no lắm rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ ra về các bạn ơi. Thực sự hôm nay thì mình cũng, cái bữa ăn mình cũng quay ít ít thôi, không quay nhiều để cho mọi người tự nhiên nữa các bạn. Thì hy vọng là các bạn xem cái clip này thì sẽ hiểu được gia đình Duyên, hiểu được Duyên và yêu thương Duyên hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi về, xuống như kia bắt xe đi về. Bây giờ mọi người đang đi về các bạn ơi. Chắc là mình kêu Duyên đi qua cái hồ xem một xíu. Kêu Duyên đi qua cái hồ xem một xíu đi về. Rồi mọi người hôm nay đi ăn khá là đông các bạn ạ. Ông ngồi voi á. Hôm nào làm thử một con. Đúng rồi, nó dài nó. Đây này, con này dài này. Thôi mọi người về nha. Em bắt xe cho Duyên đi. Ra xe về chỗ. Thôi tôi bắt taxi đi cho nhanh. Cố gắng nha, cố gắng nha. Bye bye. Grab không có hay sao á, có 4 chỗ thôi. Dạ quận 7. Quận 7 ạ. Đây. Bây giờ thì gia đình Duyên đã ăn xong các bạn ơi. Qua anh này thì xe 7 chỗ không hết thì anh đi xe máy về các bạn ạ. Thực sự là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày nay rất là nhiều. Cái clip này thì cũng từ cái sự đóng góp của các bạn, mình làm theo ý kiến của các bạn rất là nhiều, khi mà nhiều bạn đã yêu cầu mình review, mà mình đã review rất là nhiều về hải sản thì nhiều bạn đã yêu cầu, nhất là trong cái clip sáng nay mình đăng lên ấy, thì nhiều bạn nói là sao chưa mời bạn Duyên, thì hôm nay mình đã mời gia đình Duyên đi ăn nhé các bạn. Thì mình cũng không quay nhiều để mình còn trò chuyện với Duyên nữa. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, khi mà mình vừa mới trò chuyện với Duyên ấy, thì Duyên nói là thực sự rất là cảm động với tất cả các sự giúp đỡ của mọi người. Thì bây giờ gia đình nhà Duyên sẽ lên xe để về nhà. Mình cũng xin được phép kết thúc clip này ở đây. Trong clip sau thì mình sẽ đi gặp chị dâu Duyên nha các bạn. Chị dâu Duyên là người nướng cà tím á, thì cũng có một số cô chú gửi quà tặng, trong đó có cả mình nữa. Thì mình sẽ qua mình tặng tiền và xem cái tình hình buôn bán cà tím của chị dâu Duyên như thế nào. Còn bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây.
xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như bạn nào muốn ăn hải sản ngon, bổ rẻ, ngộp và tươi sống đều có thì có thể tới nhà hàng hải sản Kada có nhận đặt tiệc liên hoan sinh nhật ở số 472 474 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Số điện thoại là 056 167777. Đó. Gia đình Duyên đang chuẩn bị về đây nhưng mà đang còn coi chờ xe với lại là coi hải sản này. Mình kết thúc clip ở đây nha các bạn. Đừng đụng luôn.